cách dùng ngân hàng địa phương để thanh toán cước phí hàng tháng khi đăng ký SIM Rakuten. Xin chào các bạn đã đến với kênh Xuân Đắc GP. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khi mà các bạn đăng ký SIM Rakuten và sẽ các bạn sẽ dùng một cái thẻ ngân hàng khác ngoài ngân hàng Ucho để liên kết trả cước phí hàng tháng. Thì tại sao mà mình lại làm cái video này? Thì mình trước kia thì mình cũng trong cái kênh của mình đã làm những cái video hướng dẫn cho bạn đăng ký SIM Rakuten rồi. Nhưng mà khi mà trong những cái video đó thì mình hướng dẫn cho các bạn là sử dụng thẻ ngân hàng Ucho để các bạn liên kết trả cước phí hàng tháng. Thì ở đây thì mình thấy là khi mà các bạn sử dụng cái thẻ ngân hàng Ucho này để liên kết trả phí thì các bạn cần phải có một cái số điện thoại khi mà các bạn đăng ký thẻ để khi mà các bạn liên kết thì nó sẽ bên tổng đài nó sẽ gửi một cái mã về cho các bạn xác nhận là chính là cái thẻ của bạn thì các bạn mới liên kết được cái thẻ ngân hàng Ucho này để trả cước phí hàng tháng. Thì mình cảm thấy là có một số bạn là khi mà các bạn đăng ký SIM Rakuten thì hầu hết là các bạn chưa có số điện thoại. Thì cái để mà các bạn có cái số điện thoại để liên kết bằng cái thẻ ngân hàng Ucho này thì các bạn phải mượn số điện thoại của bạn bè hoặc là của ai đấy để các bạn có thể nhận được cái mạng này, cũng khá là phiền phức. Thì mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn là các bạn sử dụng một cái thẻ ngân hàng địa phương giống như mình đây để liên kết khi mà các bạn trả cước phí hàng tháng. Thì cái ưu điểm mà các bạn sử dụng cái ngân hàng địa phương này ấy, đó là các bạn không cần số điện thoại như ngân hàng này của mình sử dụng thì không cần với số điện thoại để có thể nhận mã tin nhắn. Các bạn chỉ cần là điền thông tin thẻ và cái gọi là cái mật khẩu thẻ các kiểu đấy vào thì các bạn đã liên kết được cái tài khoản ngân hàng này để trả cước phí hàng tháng rất là dễ dàng. Thì cách đăng ký thì mình cũng đã làm nhiều video về hướng dẫn về cách đăng ký SIM Rakuten rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cũng làm lại cho các bạn về cái cách đăng ký từ đầu. Cho những bạn nào mà gọi là chưa biết cách đăng ký có thể là đăng ký được. Thì mình cũng nói sơ qua về SIM Rakuten cho những bạn nào là mới chưa biết về SIM Rakuten này. Thì SIM Rakuten là SIM nghe gọi, nhận tin nhắn và vào mạng bình thường. Và cái cước phí của SIM này đó là có 3 khung cước phí. Đó là khi mà các bạn sử dụng từ 0 đến 3G thì phải trả mức cước phí là 1 sen 078 yên bao gồm thuế. Từ 3G đến 20G thì cước phí là 2 sen 178 yên cả thuế. Và khi mà các bạn sử dụng từ 20G đến là full dung lượng luôn ấy, gọi là không giới hạn dung lượng luôn thì các bạn trả mức cước phí là 3 sen 278 yên bao gồm thuế rồi. Thì cái SIM này thì hình thức về gói cước thì nó sẽ tự động nhảy gói cước lên cho các bạn khi mà các bạn sử dụng ở cái khung cước phí nào thì các bạn sẽ trả cái mức tiền của khung cước phí đấy. Đó là về SIM Rakuten. Còn về khuyến mại thì hiện tại thì các bạn nếu mà đăng ký thông qua cái đường link của mình giới thiệu ấy, mình sẽ gắn ở dưới phần mô tả video. Thì các bạn nhấp vào cái đường link đó và đăng ký theo đường link thì các bạn sẽ nhận được thêm là 6 sen point tổ để gọi là sau mà cái point tổ này thì các bạn sẽ phải sử dụng là 4 tháng. Sau 4 tháng thì các bạn mới nhận được cái point tổ này. Để đăng ký được SIM thì đầu tiên các bạn phải lập một cái tài khoản Rakuten. Các bạn vào Google và tìm kiếm trang web là rakuten.co.jp rồi nhấn tìm kiếm, nó sẽ ra trang chủ của Rakuten. Rồi tiếp theo các bạn nhấn vào phần đăng ký thành viên mới ở chỗ này và trang đăng ký nó sẽ xuất hiện như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhập cái thông tin của mình vào ở đây. Ở dòng đầu tiên thì các bạn sẽ nhập tên tiếng Việt của mình vào. Lưu ý ở đây là các bạn cái phần mà phần họ thì các bạn chỉ nhập họ không thôi. Còn ở phần tên bên này thì các bạn sẽ nhập tên đệm cộng với tên. Phần này thì nhiều bạn là khi mà đăng ký thì nhập sai nhé. Nhập sai thì khi mà đăng ký SIM nó sẽ báo lỗi. Ở tên ở bên dưới thì katakana các bạn cũng thế. Họ thì các bạn để một bên và tên đệm và tên thì để phía bên phải. Sau khi mà các bạn nhập được tên xong thì dòng bên dưới thì các bạn sẽ nhập là email của các bạn vào đây. Email này là email các bạn chưa đăng ký tài khoản Rakuten nhé. Ok, sau khi các bạn nhập email thì các bạn sẽ cài đặt cái mật khẩu của mình vào. Thì mật khẩu gồm chữ và số thì tên 6 ký tự là ok. Sau khi thiết lập mật khẩu thì các bạn nhấn tiếp tục đăng ký. Rồi nó sẽ hiện ra thông tin của các bạn để các bạn xác nhận một lần nữa. Sau khi xác nhận không có sai sót gì thì các bạn kéo xuống và nhấn vào phần là đăng ký nội dung này là ok. Vậy là các bạn đã đăng ký được một tài khoản Rakuten thành công. Tiếp đến là phần đăng ký SIM.
Để đăng ký được SIM thì các bạn nhấp vào đường link mà mình để ở dưới phần mô tả video. Khi mà các bạn đăng ký qua cái đường link mà mình giới thiệu này thì các bạn sẽ nhận được thêm là 6 cent point nhé. Sau khi nhấp vào đường link thì nó sẽ hiện ra trang đăng nhập tài khoản Rakuten của các bạn. Thì các bạn nhập cái tài khoản của mình vào đây. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhập email. Sau đó thì các bạn sẽ nhập mật khẩu. Rồi sau đó các bạn nhấn đăng nhập vào thì nó sẽ hiện ra trang đăng ký SIM như thế này. Ở đây thì nó sẽ hiện ra cho các bạn là cái phần mà 6 cent này. 6 cent chính là phần mà các bạn đăng ký thông qua đường link của mình giới thiệu đấy. Thì các bạn sẽ nhận thêm được là 6 cent. Ở dưới này thì nó cũng ghi cụ thể là cái điều kiện để các bạn có thể nhận được 6 cent point này và cái thời gian nhận. Thế ở đây điều kiện là các bạn phải đăng ký cái SIM Rakuten rồi. Sau đó thì kích hoạt lên và gọi cái ứng dụng Rakuten Link là trên 10 giây đến một cái số điện thoại bất kỳ nào đấy là các bạn mới có thể nhận được đầy đủ point nhé. Sau khi tham khảo xong thì chúng ta sẽ tiến hành đăng ký SIM. Các bạn sẽ nhấn chọn vào phần là Mosicomi này và có cái chữ MNP đấy. Các bạn nhấn vào, nó sẽ hiện ra trang đăng ký. Các bạn nhấn chọn vào phần Plan này. Tiếp đến là chọn dịch vụ cho SIM. Phần đầu tiên này là phần gọi hô đài thì các bạn cũng không nên chọn nhé. Nếu mà chọn thì các bạn sẽ mất mỗi tháng là 1 cent 1. Mình sử dụng ứng dụng Rakuten Link để gọi thì nó cũng miễn phí rồi, nên là mình nghĩ cũng không cần thiết. Còn những cái dịch vụ mà đăng ký thêm ở dưới này thì mình cũng không nên đăng ký. Thì vì đăng ký thì mình sẽ mất tiền thêm, mà cũng khả năng là cũng không cần thiết lắm. Rồi tiếp đến mình sẽ chọn cái dạng SIM. Ở đây thì có hai dạng là SIM bình thường ấy, SIM card và eSIM là SIM điện tử. Thì mình ở đây thì mình sẽ chọn cái SIM bình thường, SIM thông thường cho nó dễ sử dụng. Chọn xong rồi thì các bạn sẽ kéo xuống và chọn vào phần là đăng ký nội dung này. Phần ở bên dưới chứ không phải là ở bên trên nha các bạn. Tiếp đến thì các bạn lại đăng nhập tài khoản Rakuten một lần nữa. Các bạn nhập email và mật khẩu vào và sau đó thì nhấn đăng nhập. Ở đây là phần điền thông tin cá nhân gồm ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, mã số bưu điện ở đây nhé các bạn. Các bạn nhập ngày tháng năm sinh của mình ở mục này. Rồi phần bên dưới thì các bạn chọn cái giới tính của mình. Rồi nhấn vào phần xác nhận nội dung đã nhập. Tiếp đến thì các bạn nhập mật khẩu của tài khoản Rakuten ở mục này. Rồi nhấn tiếp tục đăng ký. Rồi tiếp tục nhấn vào phần màu đỏ này để tiếp tục đăng ký. Đến phần này là phần điền số điện thoại, mã số bưu điện và địa chỉ của các bạn vào ở đây. Về phần số điện thoại này thì các bạn có thể điền số điện thoại của bạn bè hoặc là điện thoại của công ty cũng được vì nó cũng không có điện về xác nhận. Rồi đến mục nghề nghiệp thì các bạn chọn vào là phần là CSIN nhé, nhân viên chính thức. Tiếp đến là nhập mã số bưu điện và điền địa chỉ của các bạn vào ở phần dưới này. Lưu ý phần địa chỉ này thì các bạn phải nhập giống với là phần ghi trên thẻ ngoại kiều nhé. Nếu mà sai lệch thì khi mà đăng ký nó cũng báo lỗi. Nhập xong rồi thì các bạn nhấn vào phần tiếp tục để đăng ký. Đến đoạn này thì các bạn kiểm tra lại thông tin ở bên trên là chính xác chưa. Nếu mà chính xác rồi thì các bạn nhấn tích vào mục ở dưới này. Rồi sau đó kéo xuống và nhấn chọn vào phần ở đây. Rồi các bạn tải thông tin cá nhân của mình lên. Ở đây thì mình sẽ chọn là tải thông tin ảnh của thẻ ngoại kiều. Thì các bạn nhấn vào phần này. Rồi nhấn chọn vào mục là Zayucado, phần ô thứ 3 đấy. Xong rồi thì các bạn sẽ tải cái ảnh mặt trước và mặt sau của thẻ ngoại kiều. Mục trên là ảnh mặt trước, còn mục dưới là ảnh mặt sau. Thì các bạn nhấn tiếp tục để đăng ký. Đến đây là phần chọn số điện thoại. Ở đây thì có 3 phần. Phần thứ nhất là dành cho những bạn nào mà chuyển mạng thì chọn dòng thứ nhất. Phần thứ hai là phần chọn 4 số cuối theo ý thích của mình. Phần này thì các bạn sẽ mất thêm phí là 1 cent 1. Còn phần thứ ba là phần lựa chọn số miễn phí. Thì ở đây gồm có 3 số thì mình sẽ chọn một số bất kỳ trong 3 số đó. Hầu hết thì mình cũng thấy là chọn số miễn phí thì mình sẽ chọn một trong 3 số miễn phí này. Các bạn thấy số nào ưng ý thì chọn thôi. Sau khi chọn xong thì các bạn nhấn chữ ghi ế để tiếp tục đăng ký. Tiếp đến là phần liên kết tài khoản ngân hàng để thanh toán cước phí hàng tháng. Và lần này thì mình sẽ sử dụng một cái ngân hàng địa phương để liên kết thanh toán cước phí. Mình sẽ nhấn chọn vào ô này, sau đó thì sẽ chọn dòng thứ 3, dòng cuối cùng ấy, thì mình sẽ nhấn chọn vào đấy. Tiếp đến thì nó sẽ hiện ra tất cả các cái ngân hàng mình có thể liên kết ở đây. Thì ở trên thì là gồm những cái ngân hàng lớn rồi. Còn ở bên dưới là những ngân hàng địa phương, thì mình sẽ nhấn chọn vào dòng ô thứ 2 này. Thì ở trong này nó sẽ cho mình một cái bảng chữ cái thế này. Mình sẽ tìm theo cái tên đầu của tên ngân hàng ấy. Ví dụ như là mình có thể nhấp ví dụ ở cái dòng chữ A này. Thì mình nhấp vào chữ A. Thì nó sẽ có những ngân hàng như là ngân hàng IG. Rồi những ngân hàng mà có cái chữ A ở trước ấy. Đấy. Rồi những cái chữ khác thì mình sẽ tìm tương tự. Còn ngân hàng của mình thì là ngân hàng Sanin Godo Ginko thì nó là chữ Sa thì là mình sẽ tìm ở trong này đấy. Thì ngân hàng của mình là đây, cái ngân hàng Sanin Godo Ginko ở dưới này.
các bạn cũng tìm tương tự như ngân hàng của các bạn, và các bạn sẽ khi nào tìm được ngân hàng thì các bạn sẽ nhấn chọn vào, mình sẽ chọn vào ngân hàng mình đang sử dụng đấy. Rồi tiếp tục thì mình sẽ nhấn cái ô màu xanh này, sau đó thì nhấn tiếp ô màu xanh một lần nữa, nhấn đóng, rồi nhấn đôi chữ R. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhập cái gọi là cái mã chi nhánh của ngân hàng. Mã số chi nhánh thì mỗi cái ngân hàng sẽ có những cái mã chi nhánh khác nhau, thì các bạn sẽ nhấn cái mã chi nhánh, sau đó tìm kiếm và chọn. Đấy, thì mình sẽ chọn được cái mã chi nhánh rồi. Sau đó thì mình sẽ nhấn cái số tài khoản của ngân hàng của địa phương của mình. Sau khi nhấn số tài khoản xong thì ở bên dưới sẽ nhập là ngày tháng năm sinh, sẽ nhập là năm đến tháng đến ngày. Sau đó thì sẽ nhập cái mã số này, gọi là cái mã số, gọi là mã số bảo vệ này. Sau khi nhập xong thì nhấn tiếp tục. Tiếp theo thì kiểm tra lại thông tin của mình một lần nữa, sau đó thì nhấn tiếp tục. Đến phần này thì nhập mật khẩu 4 số của thẻ ngân hàng, rồi điền cái mã này vào ở phía bên dưới, sau đó thì nhấn tiếp tục. Rồi kiểm tra lại một lần nữa và nhấn đăng ký. Và thế là đã liên kết xong cái tài khoản ngân hàng để trả cước hàng tháng. Tiếp theo thì các bạn nhấn đăng ký SIM như bình thường, nhấp vào Moxicomi. Tiếp theo thì nhấn vào cái phần là đăng ký với nội dung này. Tiếp đến thì chọn dòng bên dưới, Conunaijo, Moxicomi. Tiếp đến thì sẽ tích vào những cái ô màu vuông này. Rồi tích hết ô màu vuông này thì nhấn đồng ý đăng ký. Và thế là đã hoàn tất cái quá trình đăng ký khi mà sử dụng cái một cái ngân hàng khác để thanh toán cước phí hàng tháng. Bây giờ thì các bạn sẽ chờ bên nhà mạng xét duyệt. Thông thường thì tầm khoảng 1 đến 2 tiếng thì đã có kết quả rồi. Nếu mà chậm thì tầm khoảng nửa ngày là các bạn sẽ có kết quả báo trong cái tài khoản MyRakuten. Để kiểm tra được kết quả thì các bạn vào Google và gọi dòng chữ là Rakuten Mobile và truy cập cái trang web Rakuten Mobile. Chính là trang web này thì các bạn nhấp vào. Rồi tiếp theo thì các bạn login, là đăng nhập vào cái tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập vào thì các bạn nhấn cái dấu ba gạch ở phía bên trên này. Rồi sau đó các bạn nhấn chọn vào MyRakuten Mobile ở phía bên phải này. Và trang MyRakuten của các bạn nó sẽ xuất hiện như này. Tiếp theo thì các bạn nhấn cái dấu ba gạch một lần nữa và chọn vào cái phần là Moxicomi. Cái phần lịch sử đăng ký ấy thì nó sẽ hiện ra. Đây, ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần mà các bạn đăng ký đấy, chọn màu vàng ấy. Thì nó sẽ hiện kết quả ở đây. Nếu mà khi mà nó hiện lên là đang chuẩn bị hàng và giao hàng thì các bạn đã đăng ký thành công. Và chúc các bạn sẽ sở hữu được chiếc SIM Rakuten nhé.